đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thành Đạt mua căn hộ cao cấp dành tặng sinh nhật bà xã Hải Băng. Nhân dịp sinh nhật của Hải Băng, diễn viên Thành Đạt đã vừa mua một căn hộ cao cấp ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để dành cho vợ. Nhân dịp sinh nhật của bà xã, Thành Đạt mạnh tay chi tiền mua nhà và gửi lời nhắn đầy ngọt ngào đến Hải Băng. Nam diễn viên tặng món quà siêu to cho vợ nhân dịp đón tuổi mới. Sau khi sinh con lần 3 vào tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ ngày càng được Thành Đạt yêu thương và cưng chiều hết mực. Cách đây không lâu, nam diễn viên đã mua xế hộp và những món đồ hàng hiệu, những kim cương tặng vợ. Tuy nhiên đến nay, anh lại tiếp tục mạnh tay chi tiền tậu căn hộ mới toanh. Thành Đạt hào hứng khoe món quà đặc biệt dành tặng vợ mình. Được biết, căn hộ cao cấp nằm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi nhà thứ 3 mà cả hai vợ chồng đã tích góp những năm qua. Tổ ấm mới có khuôn viên rộng rãi, view đẹp và nhiều cây xanh thoáng mát. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, anh đã hoàn tất thủ tục mua căn hộ ở tầng 3 thuộc khu chung cư cao cấp tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nam diễn viên tiết lộ đây là món quà sinh nhật dành cho Hải Băng dịp bà xã tròn 31 tuổi. Được biết hiện tại hai vợ chồng đang sống trong một căn nhà phố 3 tầng lầu ở Nhà Bè. Ngôi nhà này được chính anh tự tay thiết kế. Thành Đạt tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã Hải Băng. Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân, nam diễn viên đã tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà cho bà xã. Anh xúc động viết những lời gửi đến vợ sau 3 lần hy sinh mang nặng đẻ đau. Anh viết: "Cảm ơn em đã đến bên anh như một món quà định mệnh để cùng anh bắt đầu một chặng đường hôn nhân và hạnh phúc. Cảm ơn em đã xuất hiện trên thế giới này và cả thế giới của đời anh. Anh rất vui và luôn mong em hãy sống vui vẻ vì đã có anh và các con luôn bên cạnh em nhé." Nữ ca sĩ dành cho chồng nụ hôn đầy ngọt ngào. Tổ ấm gia đình của giọng ca Viên Đá Nhỏ. Trước đó tham gia game show, nữ ca sĩ đã chia sẻ việc lựa chọn sinh tử. Người đẹp vẫn nổi da gà khi nhớ lại vết mổ tử cung của lần sinh trước chưa lành. Thai nhi lại chưa đủ lớn để xác định có đè lên vết mổ không. Sau một tuần nữa, nếu siêu âm lại mà thai đè vết mổ thì buộc phải bỏ, thậm chí còn phải cắt cả buồng trứng. "Lúc đó tôi không biết vồ vào ai để nói tôi muốn giữ đứa bé này." Sau gần 3 năm bất chấp mọi khó khăn để sinh ba nhóc tỳ kháu khỉnh trong xã Thành Đạt, Hải Băng luôn được cưng chiều, bù đắp và yêu thương hết mực. Hai vợ chồng nam diễn viên không còn hoạt động nghệ thuật, mà thay vào đó họ tập trung về kinh doanh riêng. Cả hai được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, thường đi du lịch cùng nhau hâm nóng tình yêu.